giờ cái clip đầu tiên mà khi mà mọi người khen ngợi, mọi người thích như vậy á, thì cái cảm xúc của Tân sao? Thì em cũng thấy là cũng hạnh phúc là được nhiều các cháu niềm vui nữa. Ra đường nhiều cháu trêu lắm, cùng anh chị em cô bác trêu mà. Trêu sao? Trêu cứ bảo khiếp mày bây giờ lại lên truyền hình nọ kia đấy, cứ trêu thế, thế là em cũng thấy vui. Trêu mà vui á? Ô lạ nhỉ, trêu là phải ngượng hay là buồn chứ lại vui. Hưng nó quay á, nó có hành hạ em nhiều không? Cái gì cũng siêu to khổng lồ như vậy có mệt không? Thì em cảm thấy là cứ bảo là vất vả nhưng em thấy vẫn nhàn, vẫn làm được. Đi phu hồ còn xe gạch này còn đáp gạch lên giáo chứ còn khứa lắm. Thế à? Vâng. Thế mình có thời gian đi phụ hồ rồi, các người bé tí thế này đi phụ hồ thì phụ làm sao? Không, mà em đi suốt ấy. Đi đến năm bao nhiêu mới ngưng? Chính như cái lúc mà màn chôn mà con nó trêu đấy, con nó bảo là con trai con bảo là lấy vợ già, lúc đấy em vẫn đi phụ hồ. Từ tháng 5 em mới lủi vlog của từ tháng 5. Mình vẫn phụ hồ là trong năm nay mình trong vẫn làm mà vừa mới ngưng đây thôi. Đúng rồi, vẫn trong năm nay. Ô thế cái tuổi này rồi thì thế mình bưng được bao nhiêu viên gạch mà mình phụ cho người ta? Các cháu khác cứ xe đầy xe rùa gạch, em cũng xe. Thế à, thế một ngày công thì mình được bao nhiêu? Cứ 250 là ăn cơm rồi. Người ta bao cơm cho mình 250 để lo cho thằng Hưng nó đi học đúng không? Hưng học mấy năm vậy con? Học 4 năm. Thế nhà mình có mấy anh em nhỉ? Em có hai cháu, Hưng mới lại Hậu. Thế Hậu bao nhiêu tuổi rồi? Hậu cháu sinh năm 94. Ôi thế thì này nhá, mình nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mà mình lại hư sớm hơn tôi. Cho nên là thằng Hưng là 92, đứa con đầu của tôi là 94, là bằng thằng Hậu. Đấy. Chị Vân ngoại năm là đi học, em không đi học. Ở nhà quê em học ít thôi, học thấp thôi em. Vâng. Thế mình lấy chồng năm mình bao nhiêu tuổi? 25 tuổi sao? 25 tuổi vâng. À? Nhưng mà ở dưới quê mà 25 là lập gia đình là đã trễ rồi đúng không? Em cũng xấu gái lại thấp bé yếu á, mãi sao mới xây dựng gia đình được. Thế à? Vâng. Thế rồi còn chồng thì là cùng quê hay là ở làng khác tới? Chồng em cũng cùng làng. Thế hai người gặp nhau thế nào? Em quên hết. Sao quên được? Làm sao mà quên được? Ở cái giếng đầu làng hay là cùng đi canh tác ruộng? Hay là cùng tát gầu sòng? Cùng tát gầu sòng thôi, cùng làm ruộng chị ạ. Ừ, thế chồng đẹp trai không? Hưng đẹp trai cũng, quá. Cũng đẹp trai, cũng đẹp. Đẹp trai đúng không? Đấy tôi nhìn thằng Hưng tôi suy ra chồng của mình đấy. Mẹ toàn bảo là ngày xưa bố còn đẹp trai hơn mày. Đấy. Chồng em xinh trai mà. Đấy. Chồng bà Tân rất xinh trai, đấy là lời thú nhận từ miệng bà Tân là chồng bà Tân rất xinh trai. Chồng xinh trai. Mọi người có thể nhìn từ bé Hưng mà suy ra chồng của bà Tân. Đâu thế kể xem thì gặp như nào. Mà em chỉ nhớ nhất là ngoại năm em đi xuống dưới thành phố em mua muối ấy, cái bác đại lý bán muối bảo: "Mày có lấy được chồng không? Mày có lấy được chồng không?" Thì em bảo có chứ. Bảo thế mày có con không, con có ra gì không? Em bảo cô á, đủ đầu đủ đuôi. Đủ đầu đủ đuôi. Thế sao lại lạc đề thế? Tôi có hỏi cái điều mà người ta nói về chồng của mình đâu. Tôi đang hỏi là thế mình với chồng mình gặp nhau như thế nào? Sao lại cứ phải xấu hổ thế nhỉ? Ô hay, chồng mình cơ mà. Ai ngỏ lời trước? Chị Vân hỏi. Ô hay. Thế ai cười ai trước? Kể cho nó nghe đi. Chị Vân hỏi thế rồi em xấu hổ chứ. Thế thì nó mới xấu hổ gì? Ồ hay, sao mình tư tưởng mình phong kiến thế? Hỏi mẹ vớ vẩn. Sao lại thế? Ồ, bây giờ cái chuyện tình yêu là mình phải dạy cho con mình, mình cho nó biết như thế để ví dụ như những cái nào mà cái gì hay thì con nó sẽ học tập. Cái gì mà ví dụ như mình gặp những cái va vấp gì thì mình nói cho con nó biết, nó tránh né. Thế bây giờ chồng mình đâu rồi? Chồng em cũng mất rồi. Thế mất 2016, ung thư. Ung thư dạ dày. Lúc còn thì nhà em cũng yếu. Ở nhà đi giữ bò, sau đến mùa thì cùng làm với ruộng với em. Thế phát hiện ung thư, tức là khi mà phát hiện ra bố ung thư là bao lâu thì bố mất? 6 tháng ạ. 6 tháng. Ôi trời ơi, 6 tháng thôi. Là lúc đó mẹ buồn lắm đúng không? Mẹ sốc không? Sốc. Trời ơi. Như vậy lúc đó chỉ có một mình mẹ gánh vác gia đình thôi đúng không? Nuôi hai đứa con.
mọi người thấy là những cái gì mọi người đang biết về bà Tân Vlog bây giờ toàn là niềm vui thôi. Những cái vlog mà bà Tân đem đến cho mọi người á, là lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nè. Nhưng mà thực sự á, thì để mà một cái người phụ nữ bé nhỏ như thế này á, mà phải bươn chải để mà nuôi được hai người con trai, Vân nghĩ là không có đơn giản tí nào. À, chương trình cho Vân một cái từ khóa, đàn ông. Ví dụ như bây giờ bản thân Tân đi, Tân giống như một người đàn ông trong gia đình, đúng không? Gánh vác hết. Vâng, nếu có người đàn ông ở bên cạnh thì đúng là gánh vác đỡ cho mà cũng vững hơn nhiều. Tức là lúc đó hai vợ chồng khi mà sanh được cháu thì là lúc đó mình đã có nhà riêng ở chưa? Cha mẹ có làm cho ba gian nhà. Ba gian nhà có nghĩa là ngoại lâm là cứ xây bằng sỏi, sau có cho vôi vào đấy, sau xây. Xây xong rồi đến về sau, mãi sau thì em có chát vào. Chát vào là chát cái gì vào? Chát bằng vữa vôi. Thế bây giờ cứ động mà có đóng cái đinh vào treo gì nó cứ bỏ bục ra. Cái nhà đấy em quay vlog nó vẫn có đấy. Thế đi làm gì để có tiền nuôi hơn? Làm ruộng, mới lại xin thêm ruộng của những các anh chị em cô bác. Hoặc là làng bên nó có khoán ấy, ngoại lâm nó cứ người ta cứ khoán ấy, độ mấy trăm nghìn một sào đấy, là em lại bỏ tiền đó là làm. Mới dòng lạc dòng giếc, sau mới nuôi gà nuôi lợn ấy, sau bán cứ thế thôi. Nói chung là cũng, sau đến lúc Hưng đi học này thì lại cứ đi phô hồ, thậm chí đến mùa cấy lại còn tranh thủ tối đôi xoay đèn đi cấy, sau sáng về đi phụ bữa. Con cứ điện về cứ hiện chữ Hưng con là đã bảo là lấy tiền học phí, mà nói chung là em cũng ấy. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai. Học phí lúc ấy nặng không? Nặng. Hơn đi học nặng không? Mà lúc đó một mình Tân làm thôi hả? Vâng. Thế còn anh đâu? Chồng em thì kiểu cũng uống rượu nhiều. Có đi làm thì độc bỏ dở thôi. Bao nhiêu năm cũng cố gắng, cũng cứ động viên nhưng không nghe. Sau đến lúc đấy là ung thư thực quản ấy, thì bác sĩ bảo là do dùng rượu bia chất kích thích nhiều mới ung thư thực quản. Thế nghiện lắm, mỗi ngày một lít ấy. Em bây giờ em cứ nhìn thấy những cái cháu nó trẻ tuổi nó uống rượu là em xót ruột lắm. Ở những lúc đó là vợ chồng có cãi nhau không? Có những lúc mà không uống rượu thì gia đình im ả ngay, nhưng mà uống rượu rồi kiểu thì em cũng hiểu, mà em cũng lựa ác lắm. Em bảo là thôi rượu nhiều kiểu như chèn dây thần kinh ý. Vâng, nên là ấy lắm, gia đình hạnh phúc chắc là nó cũng ít chị Vân ạ, nó cũng không được nhiều. Đó, thì mẹ như một người đàn ông trong gia đình. Ví dụ như bây giờ mà mẹ có người thương mẹ thì Hưng nghĩ sao? Bây giờ con cái lớn rồi, Hưng lớn rồi, em Hưng cũng lớn rồi, thì có những lúc chỉ có một mình thôi. Tự nhiên mình suy nghĩ á, mình buồn lắm, mình bị cô đơn á. Tức là mình không nói ra đâu, mình chả bao giờ mình nói cái điều đó ra. Nhưng mà đôi khi trong cái suy nghĩ của mình á, mình vẫn ước là tại sao mình không được quyền như những người phụ nữ khác, là mình được có một cái người để mình nương tựa. Còn thì em thì cũng thất vọng, thì em cũng biết là em thiệt. Số của em mà, em nghĩ là số của em. Số của em sao? Số của em thì em cũng không được bằng người. Thì chị Vân bảo gãy đòn gánh, như em mà gãy đòn gánh thì chị bảo còn lấy đâu ra mà ấy nữa. Thôi thì số phận ông trời xếp cho ai được đến đâu thì được. Mà anh chị em cô bác bây giờ cả ra cứ có đôi có lứa thì cũng hơn. Đúng không? Em thật sự em không muốn như vậy, hay là vì con mà em phải đè nén cái cảm xúc của mình lại? Thì em cũng nghĩ là vì con, chị Vân ạ, vì con thì thôi. Quãng đời của em còn lại cũng chả là bao nhiêu lâu nữa, thôi em cũng cố gắng. Cô thua tuổi tôi mà cô nói cái gì mà quãng đời cô còn bao lâu, cô bi quan thế. Sao lại bi quan thế? Thực ra con người mình sinh ra trên đời này á, mình cam chịu ở một mức độ nào đó, chứ mình không thể nào cái chữ đó nó đeo bám mình suốt được. Mình phải thay đổi số phận của mình. Thực ra cuộc đời của Tân á, là đã có cái sự thay đổi đó rồi. Bởi người Hưng, khi mà Hưng nó làm ra cái kênh đó, thứ nhất là Tân cảm thấy vui đã, đúng không? Thấy cuộc đời nó bớt cô quạnh. Khi mà chồng mất đi rồi,
đúng không nè, con nó không cho mình làm những cái việc nặng nhọc nữa và nó tạo cho mình một cái niềm vui như vậy. Còn bây giờ bản thân mình đừng bao giờ mình bi quan, mình nghĩ thôi em cuối đời rồi hả em, còn cuộc đời ngắn, không bao giờ được suy nghĩ như vậy. Chỉ cần một cái người bầu bạn chịu lắng nghe mình, sẻ chia với mình để cho mình bớt đơn độc, đúng không nè, thì cái điều đó là cái điều hoàn toàn phụ nữ của mình được quyền tận hưởng điều đó. Không có cái gì phải xấu hổ hết trơn á. Mình phải đạp trên dư luận để mình sống. Mình khổ quá rồi, mẹ con quá khổ rồi. Khổ từ lúc nhỏ cho tới 50 tuổi, cho đến bây giờ 50 mấy tuổi vẫn khổ, đúng không? Mới sướng đây. Rồi một từ khóa nữa muốn hỏi nè. Có ấn tượng gì với cái chữ là cái nốt vàng? Thì là nốt vàng YouTube. Thực ra là như vậy, cái nốt vàng này nó là một cái cột mốc, một cái cột mốc trong cuộc đời mình mà nó đánh dấu một cái bước mà gọi là vàng son trong cuộc đời của mình á. Thì như vậy là cái nốt vàng này nó đánh dấu một cái chặng đường, trong đó cái nút vàng YouTube xuất hiện trong cuộc đời của bà Tân Vlog, đúng không? Đây là một cái, tức là một cái người phụ nữ này có một cái kênh mà gọi là được nút vàng nhanh nhất, kỷ lục nhất, đúng không? 17 ngày. Đấy, kinh hoàng tới lúc mà cháu làm gần 25 mới được. Con 2 năm mới được, cái cô bây giờ bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa được đây. Chị Vân chưa được à? Chị Vân chưa được à? Chưa. Tôi mới chỉ có bạc thôi. Tôi không được như cô đâu. Thế cái lúc mà mình nhận cái nút vàng đó thì mình có biết nút vàng là cái gì không? Thì lúc trước thì em cứ xem ở trong đá bóng, em cứ bảo mấy cái cháu khiếp được nút vàng thế và thì được vàng tiêu cơ, nhưng không được, là chỉ là cái huân chương thôi. mạ vàng chứ không phải là một khối vàng, đúng không? Tôi tưởng ôi một khối vàng nó đem về cho mình thôi, mình chả cần làm YouTube nữa, cứ lẻ ra bán bấm dần dần đi tiêu. Bấm đi tiêu. Nói chung á là cái cuộc đời của con người ta đó, nó có lúc thăng lúc trầm, đúng không? Có lúc đau khổ, có lúc hạnh phúc. Thì cái lúc hạnh phúc nhất của Tân là lúc nào? Là bây giờ chị Vân ạ. Bây giờ vâng. Hạnh phúc về điều gì? Hạnh phúc là YouTuber này, thì các cháu ủng hộ đông thì được nhiều niềm vui rồi, thì lại các anh chị em cô bác ở trong làng cũng phấn khởi. Có bác ở gần đi làm về bảo cô Tân ơi, khiếp tao đi bờ tao nghĩ về cô tao tí ngã, thì cũng xúc động. Vâng. Đi bờ mà nghĩ về cô tí ngã. Tại sao? Kiểu không ngờ đâu là cô lại lủi lên như thế, kiểu lủi đấy. Thế các cậu ở bên làng bên ấy bảo mấy đệ tinh anh chị gái bảo cái thân nó lủi đồng rồi đấy. Mỗi người lủi một kiểu. Thế bây giờ cô hỏi con nè Hưng, còn một cái từ khóa nữa là bia miệng ở đây là nó mang ý nghĩa giống như là miệng đời cũng có cái sự thăng trầm, cái sự gièm pha, cái sự nói ra nói vào. Thì khi nghe cái chữ bia miệng á, thì là cô Tân cô nghĩ đến điều gì? Cô có buồn không khi nghe cái câu đó? Thôi thì em thì cũng nghe các cháu bảo là thôi cô làm YouTuber nó nổi tiếng thì cũng nhiều nó cũng nhiều chuyện. Các cháu của cô chị Vân ạ, có các cháu nó cứ trêu nó bảo thím từ ngày nổi tiếng là khinh người thế. Nhưng em cũng nghĩ là cứ các cháu nào cứ báo như nào thì báo, em cũng chẳng biết làm gì được. Vâng, em cũng thế thôi. Vâng. Có những lúc có những cái câu chữ, có những cái status nó không có được hay lắm á, thì lúc đó khi mà Hưng đọc á, Hưng có sợ mẹ biết không? Em hầu như là không cho mẹ biết. Thì em cũng làm YouTube, em cũng hiểu được làm cái này thì phải có người không thích và người thích. Status thì nó không hay thì em hầu như em không cho mẹ biết. Nhưng mà cái cảm xúc của em khi mà người ta nói những cái điều mà nó không được hay về mẹ mình, cái cơn của em có cảm thấy là những lúc em phát điên lên vì cái điều đó không? Có, buồn. Vậy em về nhà em ra đồng rổ mạ, các cháu cứ bảo ôi cô ngon thế, cô được gặp Trấn Thành với lại Trường Giang. Lần này về là các cháu lại bảo là được gặp với chị Hồng Vân. Có lúc nào mà em nghĩ là trời ơi, bây giờ nói nhiều quá mệt quá, bỏ cuộc luôn,
không làm YouTube nữa, không đi, không có xuất hiện ở cái chương trình nào này cái nọ, có bao giờ suy nghĩ điều tiêu cực đó không? Lâu em mà cứ nghĩ thế, nhưng lên em bảo con, bảo con xem ở đâu có ai mượn mẹ đi đóng phim thì cho mẹ đi nữa, mẹ cứ đi. Chị Vân mà có diễn, có con làm phim ở đâu cho em đi mấy. Ok, ok. Hương ơi, bây giờ trong chương trình này nó là một cái chương trình hết sức là thực tế. Nó là một cái chương trình mà ngợi ca về những bà mẹ. Và coi như là để mọi người hiểu được mẹ là tuyệt vời như thế nào. Cô nghĩ là ở nhà chắc cũng ít khi nào mà hai mẹ con mà ngồi mà tâm sự với nhau đâu, đúng không? Cái câu mà tình cảm nhất mà Hưng dành cho mẹ từ đó giờ là câu gì? Chúc mừng sinh nhật mẹ. Thế thôi, thế thôi. Còn bình thường là chưa bao giờ ngồi mà tâm sự một cái điều gì đó nó thuộc cái là tình cảm sâu lắng hơn với mẹ, đúng không? Nhau lại mỗi lần lấy tâm sự đòi lấy vợ hơn mẹ một tuổi thôi. mỗi một lần đó thôi. Thế còn Tân có bao giờ ngồi mà muốn, Tân có bao giờ muốn ngồi tâm sự với con trai, ví dụ như là hỏi Hưng ơi, thế con đã có người yêu chưa? Thế con có thương mẹ không? Những lúc mẹ đau ốm đó con có thấy xót xa không? Có bao giờ mà Tân hỏi con điều đó chưa? Có, em có hỏi, em có hỏi cháu. Thế à? Hỏi cách đây mấy năm rồi? Hay là mới hỏi đây hay như thế mới, nào? Mới gần thôi. Thế à? Thế lần đó như thế nào mà hỏi? Vừa rồi cháu cũng tìm được người yêu rồi, nhưng mà về lại nói là nói chuyện rồi như sau con lại bảo là không được mẹ ạ. Vâng, lại bảo con chưa. Hôm nay gặp được cô Tân thì mới biết được thực ra là cô Tân là một người rất là nhát và che giấu cảm xúc. Thực sự là cô Tân che giấu cảm xúc của mình. Cho nên ngày hôm nay á, cô nghĩ là con á, vai trò con là con cả. Con phải bù đắp cho mẹ rất là nhiều về mọi thứ. Vật chất thì bây giờ cô chắc chắn là mẹ sẽ không thiếu cái gì rồi. Con sẽ bù đắp cái điều đó rồi. Nhưng cái đó cô nghĩ không quan trọng bằng tinh thần. Bởi vì con biết không, cái người phụ nữ, nhất là những người lớn tuổi như cái lứa của tụi cô á, rất cần cái sự quan tâm, sự chăm sóc, sự yêu chiều của những người thân xung quanh. Con phải làm một cái gì đó nó tương tự như vậy. Ví dụ những câu hỏi thăm mẹ: mẹ ơi, hôm nay mẹ có mệt không? Mẹ thấy trong người như thế nào? Mẹ thích cái gì không? Con mua cho mẹ. Cô nói ví dụ vậy. Còn bây giờ ngay lúc này, con có điều gì con muốn nói với mẹ không? Khi mà con hiểu được rằng để nuôi được con trưởng thành cho đến ngày hôm nay á, mẹ cực khổ như thế nào. Một người phụ nữ có 30 mấy kg mà làm phụ hồ, làm đồng, làm ruộng, làm tất cả mọi thứ để nuôi tụi con khôn lớn như thế này. Con nói với mẹ những cái tình cảm, những cái suy nghĩ của con ngay bây giờ. Con muốn nói với mẹ, nói chung là mẹ cũng vất vả bao nhiêu năm rồi. Thì con cũng chỉ mong con chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe. Và con sẽ luôn ở bên mẹ, làm cho mẹ vui. Và đưa mẹ đi chơi khắp mọi nơi. Mẹ nói gì với con đi, nghe con nói như thế mát ruột không? Vâng. Nhắn nhủ nói gì với con đi, mong con, mong mỏi con muốn ở con điều gì thì nói đi. Thì thôi thì mẹ cũng mong con này ngoan ngoãn này, chịu thương chịu khó này, không xa vào tị nạn thì mẹ mừng. Thì mẹ cũng biết con là con cũng thương mẹ. Thì em nói chung là em bây giờ thì cũng được con cũng quan tâm. Thì em cứ nghe bài hát là khổ trước sướng sau ấy, thì em nghĩ là em thấy cũng hợp đúng không? Bây giờ là đang sướng rồi đúng không? Giờ là đang sướng đấy. Thế bây giờ tự dưng bây giờ con trai mình mà nó ôm mình, nó hôn vào má mình cái thì mình thấy thế nào? Thì cũng vui sao cô? Đấy, vui đấy, đấy. Nói ít hiểu nhiều. Ôm mẹ cái. Đấy, ôm mẹ cái, hôn vào má mẹ cái xem nào. Hôn vào má mẹ xem nào. Ồ. Ồ hay. Anh từ đâu anh ra, anh có biết không mà anh xấu hổ cái gì? Thế mẹ đã hôn con bao giờ, từ lúc mà mấy tuổi rồi? Bây giờ thế mẹ nó không hôn mình hôn nó. Cô cứ làm cho tôi, tập cho nó thói quen đấy đi. Đấy, rồi, đó, đó. Đấy, nào thơm má nào. Đấy. Đấy, thế có phải, ôi trời ơi.
Bây giờ là đang sướng rồi, đang tận hưởng cái điều sung sướng đấy rồi, khổ trước sướng sau rồi.